Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài Node.js trên Win 7 để học lập trình ngôn ngữ Angular. Chúng ta sẽ vào Google gõ Node.js Win 7. Trên kết quả trở về, chúng ta sẽ kích vào đường link của Stack Overflow để tìm câu trả lời. Khi đã vào trang Stack Overflow, chúng ta sẽ tìm câu trả lời dấu tích xanh ở đây, và ta sẽ kích vào đường link ở đây để download phiên bản cũ hơn của Node.js. Chúng ta đã vào trang có chứa rất nhiều các phiên bản khác nhau của Node.js, Node.js 15, 14, 13. Ở đây tôi sẽ chọn phiên bản 13, Windows 64 bit. Hy vọng là sẽ cài được trên Win 7. Sau khi tải về xong, chúng ta sẽ bấm vào để cài đặt Next, chấp nhận Next. Chúng ta để đường dẫn mặc định Next, Next tiếp Next và Install, cài đặt. Sẽ mất một khoảng thời gian để nó cài đặt. Chúng ta chờ đợi. Và như vậy là đã cài xong rồi ạ. Finish. Và bây giờ chúng ta sẽ cài Angular CLI. Chúng ta sẽ vào thư mục chứa project để cài Angular CLI. Trên thanh trình duyệt chúng ta sẽ có CMD. Để vào command line. Command line chúng ta sẽ có lệnh như sau: npm cache install cache -g cache angular gạch chéo cli enter. Và như vậy là chúng ta đã đang cài Angular CLI. Nó sẽ hỏi chúng ta là có muốn nhận thông tin không. Chúng ta có thể viết. Vậy là đã cài xong Angular CLI trên máy của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ tải IDE. Đấy là Visual Studio Code. Đây là một công cụ được khá nhiều lập trình viên lựa chọn để lập trình vào thời điểm hiện tại. Các bạn có thể chọn IDE khác tùy các bạn thôi. Nhưng tôi thì cũng yêu thích Visual Studio Code. Đã ra vào trang chủ tải về. Sau khi tải về, chúng ta sẽ bấm vào file .exe để cài đặt. Run. Accept. Để mặc định Next. 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 Install. Đợi một lúc để cài đặt. Vậy là đã xong rồi. Chúng ta sẽ mở Visual Code lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài một số add-on thư viện để thuận tiện trong việc code. Đây, Visual Code của chúng ta này. Chúng ta sẽ nhấn vào extension và gõ Tarnin. Đây là một công cụ tự động điền code dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ta sẽ cài vào. Có công cụ này thì việc code của chúng ta sẽ nhàn hơn, code khỏe hơn.
thì máy tính sẽ dựa trên những gì chúng ta đã code để gợi ý cho chúng ta những dòng code tiếp theo. Như vậy là đã cài xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, đây là tạo một object mới, một web object mới. Các bạn có thể tạo bằng tay, gõ từng dòng lệnh, nhưng để thuận tiện cho việc học thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh ng cách new tên project. Tôi sẽ làm một project quản lý sinh viên, vậy tôi sẽ đặt là qlfv enter. Cái này sẽ gen cho chúng ta một project web app căn bản để tiếp tục lập trình. Hỏi chúng ta có bắt bắt không? Tạm thời thì chúng ta chưa cần dùng tính năng này, tôi sẽ để no. No tiếp. Chưa cần routing. Chúng ta sẽ tự cài đặt routing trong những bài học tiếp theo. Chọn là thư viện CSS. Tôi sẽ chọn cái đầu tiên là CSS luôn. Statistics. Đối với những bạn lập trình web thì CSS không còn lạ gì nữa. Và chúng ta sẽ đợi để máy tính gen ra những file cần thiết để chúng ta lập trình. Rất nhiều file được tạo ra. Nếu như các bạn tự gõ code sẽ rất là mệt. Lúc ban đầu tôi nghĩ chúng ta nên gõ lệnh để gen ra một web app cơ bản là hoàn chỉnh cho nó tiện. Rất nhiều file được tạo ra, chúng ta hãy cùng đợi. Như vậy là đã xong. Các bạn thấy là rất 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 nhiều file. Và chúng ta sẽ chạy thử project nhé. Để chạy project thì chúng ta sẽ chuyển vào trong thư mục project và sẽ gõ câu lệnh là cd cách tên project ql sp enter. Vậy là đã vào trong thư mục của project. Để chạy project thì chúng ta sẽ gõ lệnh tiếp lệnh như sau: ng cách serve enter. Ng ở đây là từ viết tắt cho angular cli. No, không cần, chúng ta không cần phân tích dữ liệu. Như vậy là đã compile xong. Project của chúng ta đang ở trên đường dẫn là localhost cổng 4200, đây là cổng mặc định của Angular app. Và chúng ta sẽ lên trình duyệt gõ localhost 4200. Trong trường hợp mà đã có project nằm ở cổng này rồi thì máy của chúng ta sẽ tự chuyển sang một cổng khác. Và đây chính là project mới chúng ta. Đây là mặc định khi vừa tạo project. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo của khóa học Angular Web App.